Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 có chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân dân sáng tạo và hội nhập sẽ khai mạc vào 20 giờ tối mai, 23 tháng 11 tại khách sạn Minh Man thành phố Vũng Tàu. Đây là thông tin được ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 công bố tại buổi họp báo giới thiệu chương trình và lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam diễn ra chiều nay, Tham dự buổi họp báo có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, bà Nguyễn Thu Hà, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện ban giám khảo, các vị khách mời cùng đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Tại lễ họp báo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 có sự tham gia của 1.000 khách mời là các nghệ sĩ, các nhà sản xuất, phát hành, phổ biến phim, các tổ chức điện ảnh, công ty điện ảnh và truyền thông có phim dự thi và phim được trình chiếu trong liên hoan phim. Ngoài ra, liên hoan phim lần này cũng đón tiếp nhiều đại biểu quốc tế và các đại diện ngoại giao đoàn. Theo ông Tạ Quang Đông, trong 116 phim của 38 đơn vị sản xuất phim trên cả nước tham gia liên hoan phim, Hội đồng tuyển chọn của Liên hoan phim đã chọn được 104 bộ phim trong đó, ở thể loại phim dự thi, có 16 phim truyện điện ảnh, 29 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 20 phim hoạt hình. Phim chiếu trong chương trình toàn cảnh có 14 phim truyện điện ảnh và 16 phim tài liệu. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 dự kiến sẽ trao giải cho những cá nhân và các tác phẩm điện ảnh xuất sắc ở 4 mảng, phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Bên cạnh đó, ở Liên hoan phim Việt Nam lần này vẫn tiếp tục có giải bình chọn của khán giả dành cho phim được yêu thích nhất, tham dự chương trình phim toàn cảnh. Chia sẻ với các cơ quan thông tấn báo chí, ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 cho biết, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất vinh dự được đăng cai sự kiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, đồng thời khẳng định mọi công tác chuẩn bị thuộc trách nhiệm của Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành và tỉnh sẵn sàng cho một kỳ liên hoan phim đầy màu sắc mang đậm dấu ấn của Bà Rịa Dũng Tàu. Cũng tại buổi họp báo, ban tổ chức liên hoan phim đã giới thiệu về kịch bản lễ khai mạc, bế mạc và trao giải, đồng thời trả lời nhiều vấn đề mà các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm như chất lượng của các bộ phim tham gia liên hoan phim lần này, thành phần các đại biểu, diễn viên, chuyên gia tham gia liên hoan phim và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tận dụng cơ hội tổ chức liên hoan phim lần này thế nào để thúc đẩy quảng bá hình ảnh tỉnh nhà qua các tác phẩm điện ảnh trong tương lai. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 tại thành phố Vũng Tàu. Liên hoan phim Việt Nam gồm các hoạt động chính là lễ khai mạc, lễ bế mạc và trao giải thưởng, hội thảo về bối cảnh quay phim tại Việt Nam, triển lãm biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh.